Câu thứ ba, thầy quan niệm như thế nào về về quan niệm mẹ đơn thân ạ? À? Thực sự con không có ý định sẽ lấy chồng nữa và cũng khó có thể tìm được người nào thay thế. À, quan niệm như thế nào về đơn thân? Đơn thân tức là sống một mình đó, đúng không? Sống một mình, không lập gia đình đó. Con trai thì không lấy vợ, mà con gái thì không lấy chồng đó. Cái này thì có thể thầy nói là tư tưởng của bạn giống như một số những người phương Tây. Họ sống rất là thoáng. Và họ nghĩ rằng thì không cuộc sống thì họ lo cho bản thân của họ nhiều hơn. Lấy vợ, lấy chồng, sinh con, đẻ cái lại phải vất vả, bó buộc, giam cầm. Cho nên muốn sống một cách đơn thân. Đơn thân như vậy để làm gì? Đơn thân, cách sống đơn thân có cái tốt của đơn thân. Nhưng đơn thân để làm gì? Đơn thân để ăn chơi. Đơn thân để mình thì không bị phụ thuộc vào gia đình. Để mình chơi bời, mình thoải mái. Đi quán bar, đi sàn nhảy. Rồi nay sống với người này, mai sống với người khác. Đơn thân như thế thì theo như quan điểm của Phật giáo rồi này, sống đơn thân như thế chỉ làm tội lỗi mà thôi. Thì khiến cho cái tâm tà của mình ấy, cái dâm dục của mình, cái dục vọng của mình ấy, càng nặng nề, ê chề. Và đơn thân như vậy, còn trẻ thì có thể vui vẻ, thoải mái. Nhưng sau này về già bạn mới biết được cái gì, cuộc sống đơn thân nó khổ đau như thế nào. Bạn nhìn những người sống đơn thân, lẻ bóng một mình khi còn trẻ, có thể họ làm gì? Làm hoa hậu, làm người mẫu, rồi làm gì? Người nổi tiếng. Nhưng vì ăn chơi, chơi bời chắc choáng quá, cho nên về già đau khổ một mình, không có nơi nào để nương tựa. Về với họ hàng thì họ hàng gì cũng ai chẳng chứa, chẳng ai chứa. Vì khi còn trẻ, bố mẹ họ hàng bảo thì mình không làm theo, cho nên bị họ hàng xa lánh. Bây giờ già rồi tìm về thì chả ai người ta nâng đỡ mình, người ta giúp đỡ mình, cho nên cùi cút một mình. Có khi tiền có đấy, nhưng mà chẳng có ai thân thích để gần gũi cả, thì tiền cũng chả giải quyết được vấn đề gì cả. Cho nên ở đây thì theo thầy quan niệm về đơn thân thì thầy nghĩ rằng ở ngoài đời nếu mà đơn thân để làm việc tốt, ví dụ đơn thân, ví dụ như đơn thân để lo cho dân cho nước như là cố Chủ tịch Hồ Chí Minh á, lo cho dân cho nước mà không có thời gian để gì, để lo cho cuộc sống cá nhân mình á, thì đơn thân như thế gì, đơn thân gì đáng được cả thế giới trân trọng và ngưỡng mộ. Và kể cả các thầy tu như các thầy này cũng trân trọng và ngưỡng mộ. Đơn thân vì gì? Vì dân tộc, vì đất nước. Đơn thân như thế là một cái hy sinh cao cả, hy sinh tuyệt đối gì cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam này. Và như Đức Phật chẳng hạn, cuộc sống của ngài gì, nhung lụa, vợ đẹp con ngoan, cung vàng điện ngọc vân vân, cái gì cũng có. Nhưng mà vì cái tâm tha thiết cầu đạo giải thoát cho bản thân và tìm đường giải thoát cho chúng sinh ấy, cho nên gì, ngài quyết định xuất gia sống một cuộc sống đơn thân như vậy. Đơn thân như vậy thì mới gọi là cuộc sống đơn thân đẹp nhất. Còn đơn thân mà chỉ để, như thầy nói lại một lần nữa, đơn thân mà chỉ để gì, để thỏa mãn cái dục vọng cá nhân của mình, thì đơn thân như vậy là càng đi vào chỗ đọa xứ khổ đau nhiều hơn. Rồi một ngày nào đó bạn nhìn những người chung quanh bạn sống đơn thân theo cái kiểu đó, thì thấy 10 người thì đến 8-9 người khổ đau khi về tuổi già. Cô liêu lẻ bóng, đi ra đi vào một mình vò võ, chẳng ai người ta thương tưởng mình cả. Vì lúc còn trẻ mình gì, mình đi sai đường thì lúc già mình phải chịu quả báo đó thôi. Đến là già còn thế, sau khi chết đi không biết đi về đâu.